Đồng Vắng Chiều Xuân là một trong những ca khúc viết về mùa xuân yêu thương trên quê hương Việt Nam. Từ những mùa xuân thanh bình rộn ràng bao lòng trai, cho tới những mùa xuân chiến tranh gieo bao đau thương, bao điêu tàn từ ngày anh vắng xa. Đặc biệt hơn nữa, đây là một trong những bản nhạc lính được ưa chuộng nhất trong dòng nhạc lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh từ thập niên năm 1960 mãi cho đến nay. Nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân chính là nỗi niềm, là lời tâm sự của một người chiến sĩ quốc gia trong những ngày quê hương chuẩn bị đón xuân về. Với tâm trạng tràn đầy ước mơ và tình yêu về một mùa xuân tương lai khi đất nước thanh bình và người chiến sĩ quay gót trở về gặp lại người yêu nơi quê nhà xa xôi ấy. Kể từ ngày anh ra đi, anh đi từ dạo ấy em ơi, khi những tia nắng xuân tươi thắm vẫn còn lưu luyến chưa rời khỏi thôn làng. Cho tới nay là đã mấy mùa xuân anh và em xa cách nhau. Ở phương này tuy vui kiếp sống chinh nhân, nhưng mỗi khi từ Vọng Gác quay về nơi liều trại và bước đi giữa rừng hoa mai vàng, anh không khỏi nhớ tới sắc áo dịu hiền ngày xưa lúc đến thăm anh trên căn gác nhỏ, và dạo anh chưa xếp áo thư sinh để vui bước đăng trình làm nhiệm vụ của người trai thờ lợn. Anh chạnh lòng nhớ tới mùa xuân hoa mộng năm nào đôi ta vẫn còn cắn kích bên nhau. Thế mà nay một mùa xuân nữa lại đến trong khói lửa chiến tranh, nhưng đôi ta vẫn còn mãi xa cách nhau. Anh lại nhớ đến đêm hành quân năm xưa, khi cùng đơn vị băng ngang dòng sông ngập nước đầy ánh trăng vàng, lúc trời trăng mây nước giao hòa khiến anh bỗng cảm thấy hồn thơ lai láng, và mình thì cứ như một chàng thi sĩ ngây dại vì yêu, chỉ muốn vấp lấy màu vàng kia từ ánh trăng lồng đáy nước mà viết tên em lên khoảng không gian trước mặt cho phơi đi niềm mong nhớ. Là người lính trận ngoài biên cương, đơn vị anh đóng ở ven rừng, và đó là một khu rừng có nhiều cây hoa mai. Mặc dù các anh vì xa thành phố xa quá nên quên đi ngày tháng, nhưng nhờ nhìn thấy hoa mai nở rộ trên đồi mà các anh biết rằng mùa xuân đã lại trở về trên quê hương dấu yêu. Với ngàn hoa thắm tươi, hé môi cười chào đón xuân, và xuân nơi tiền đồn bao giờ cũng đơn sơ. Hoa xuân tuy không có mấy, nhưng bù lại, các anh chiến sĩ vẫn cảm thấy vui lên, vì đã có những lá thư xuân nồng nàn của những người em gái miền xa viết về, chắc chứa những yêu thương triều mến từ chốn hậu phương. Có khi tất cả cơm hết vào những cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ của cô em học trò. Chiến tranh đang ở độ khốc liệt trên quê hương, làm thân lính chiến như các anh không dễ gì có được ngày phép về thăm gia đình, thăm mẹ già, đàn em thơ và thăm người em yêu chốn cũ. Thôi thì anh chỉ biết hẹn ngày gặp lại em sau lúc giặc thù không còn gieo tan tóc trên quê hương, khi tiếng súng đã ngừng nổ và máu xương đã ngừng rơi, cho yên vui trở về khắp chốn. Và chỉ có lúc đó thì mùa xuân mới thực sự là mùa xuân của riêng đôi mình em nhé. Tay nâng niu những cánh hoa mai rơi rụng trên vai, mang màu vàng nhẹ nhẹ dịu hiền của tà áo em năm xưa, bóng hình em đang nương theo cánh gió xuân mà về bên anh. Nói đến nhạc xuân thời binh lửa, người ta không thể nào không nhắc đến các nhạc sĩ tài hoa trong nền tăng nhạc Việt Nam, với hàng trăm nhạc phẩm viết về đời lính và cuộc chiến tương tàn khốc liệt giữa hai lý tưởng của thời cuộc. Trong số đó, Trần Thiện Thanh vẫn luôn là cái tên được người đời nhắc nhớ nhiều nhất qua các tình khúc sử ca của ông.
Đồn Vắng Chiều Xuân, ra đời vào khoảng năm 1964, khi xung đột vũ trang ngày càng leo thang trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Người lính quốc gia dưới thời Tao Loạn gần như đã quen với mùa xuân xa gia đình và xa luôn cả người yêu nơi quê cũ. Khi phải dấn thân bảo vệ những xóm làng xa xôi hay những tiền đồn heo hút gió, cũng là nơi được chọn làm bối cảnh cho ca khúc Đồn Vắng Chiều Xuân. Qua thể điệu có phần vui tươi và tình tứ, người chiến sĩ tiền đồn trong nhạc phẩm được minh họa là một người lính trung tình. Tuy hai vai nặng gánh sông hồ, nhưng luôn mang ra tiền tuyến hình ảnh của người yêu nơi hậu phương. Nhất là vào những ngày Tết đến, xuân về, với niềm tin mãnh liệt vào một ngày sum họp với người mình yêu. Lúc non sông thôi không còn vang tiếng súng, và thanh bình đã trở lại trên quê hương đất nước. So với nhạc lính của các tác giả khác, những ca khúc viết về người lính miền Nam của Trần Thiện Thanh có cái nét riêng. Tuy vẫn nói lên hiện thực của chiến tranh, nhưng lại luôn có sự lạc quan yêu đời của người lính và nâng cao tình người, tình yêu đôi lứa. Phải chăng đây có thể là một trong những nét đáng yêu khiến cho Đồn Vắng Chiều Xuân của Trần Thiện Thanh, cũng như rất nhiều bản sử ca khác, vẫn tồn tại tới gần nửa thế kỷ trong lòng người Việt Nam, dù thời cuộc đã đổi thay và quê hương đã khoác màu áo mới. Đầu xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về, những hôm vừa sống phiền gác chiều vẹn rừng chợt nhớ tới sắt áo năm nào em đến thăm gác nhỏ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi, mùa hoa này nữa lòng muôn vớt ánh sáng chẳng thể viết tên em. Đồn anh đông ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp ngày đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai nhẹ dần trên vai gầy, hồn chơi với ngỡ giữa xuân vàng.
chờ em một cành thư xuân nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa khơi. Hẹn em khi khắp xuân ngày đó riêng đôi mình phút giây mộng mơ nâng cánh hoa mai nhẹ rớt trên vai gầy hồn chơi với ngỡ giữa xuân vàng giá.